Chỉ hơn 10 năm, bà Hoàng Thị Thúy Lan từ giáo viên cấp 2 đã lên tới bí thư tỉnh ủy. Vì sao thăng tiến thần tốc đến như vậy? Thế lực nào chống lưng cho quan bà này? Thưa quý vị, chỉ 2 ngày, có tới 9 lãnh đạo thuộc Trung ương bị bắt khẩn cấp về tội nhận hối lộ do có liên quan đến các sai phạm của tập đoàn Phúc Sơn. Ngay khi thông tin này được đăng tải, đã gây nên nhiều ý kiến xôn xao trong dư luận. Đáng chú ý, một trong những bị cáo có bà Hoàng Thị Thúy Lan đang giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Điều này đã chứng minh thêm một lần nữa, lo của Tổng Trọng không có vùng cấm. Được biết rằng, ngoài bê bối bổ nhiệm con gái làm phó giám đốc sở khi mới 31 tuổi, thì Hoàng Thị Thúy Lan cũng được biết tới với biệt danh quan bà, thì từ một giáo viên nghèo trở thành bí thư chức vụ lớn nhất tỉnh Vĩnh Phúc. Vậy, bà Lan quyền lực cỡ nào, bằng cách nào mà bà đã không tiến một cách khủng khiếp đến như vậy? Thế lực nào đang chống lưng cho quan bà cũng làm rõ ngay sau đây. Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa bị bắt do liên quan đến vụ án tại tập đoàn Phúc Sơn. Trước đó, bà Lan cũng gây xôn xao khi con gái của bà Lan từng được bổ nhiệm làm phó giám đốc sở khi mới 31 tuổi vào năm 2021. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Hoàng Thị Thúy Lan bị bắt vì tội nhận hối lộ do có liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, viết tắt là Công ty Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Tối qua, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và cho phép các cơ quan chức năng thực hiện khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Từ giáo viên leo tới ghế bí thư tỉnh ủy, bà Hoàng Thị Thúy Lan sinh năm 1966, quê quán tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bà có trình độ thạc sĩ luật cao cấp lý luận chính trị. Tháng 4 năm 2015, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15, học kỳ thứ 12 bất thường. Tại kỳ họp này, bà Lan được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15. Đến tháng 10 năm 2015, bà tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy. Tháng 3 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, bà Lan được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 10 năm 2020, bà tiếp tục được bầu làm Bí thư tỉnh ủy với số phiếu tuyệt đối. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 16, bà Lan được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bà Lan tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Như vậy, chỉ trong vỏn vẹn hơn 10 năm, Hoàng Thị Thúy Lan đã có một bước nhảy vọt thực sự rất khủng khiếp. Chưa dừng lại, trong thời gian làm bí thư tỉnh ủy, bà Lan từng gây xôn xao dư luận khi tỉnh Vĩnh Phúc quyết định bổ nhiệm con gái của bà Lan là Trần Huyền Trang, sinh năm 1990, làm phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc vào tháng 2 năm 2021. Thời điểm đó, bà Trang 31 tuổi trở thành nữ phó giám đốc sở trẻ nhất tỉnh Vĩnh Phúc cũng như cả nước. Bắt bí thư Hoàng Thị Thúy Lan thêm một lần nữa, chứng minh không có vùng cấm. Bà Hoàng Thị Thúy Lan là người nắm giữ một lúc 3 chức vụ: Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Như vậy mới thấy quyền lực trong tay bà khủng khiếp cỡ nào. Ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng bị bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Bắt cùng lúc với hai nhân vật trên là Chủ tịch, nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi và nhiều cá nhân liên quan đến vụ án tập đoàn Phúc Sơn. Được biết trước đó, nhiều công an xuất hiện ở khu vực nhà riêng của Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. Theo ghi nhận, nhiều công an xuất hiện chặn ngã tư đầu Phú Triền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, hạn chế tiếp cận nhà riêng của bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc. Cách đó khoảng 3 km, lực lượng công an cũng lập rào chắn hạn chế đi lại vào khu vực đường Phạm Hồng Thái, nơi có nhà ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó, Cục Cảnh sát Kinh tế đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cung cấp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp toàn bộ thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng, kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế thanh tra, kiểm tra các dự án, công trình do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Cho đến nay, thông tin khởi tố, tạm giam hay truy tố bộ trưởng, bí thư, chủ tịch tỉnh không còn là thông tin gây chấn động dư luận.
bởi vì tuyên bố trừng trị tham nhũng không có vùng cấm, không hạ cánh an toàn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã được chứng minh qua nhiều vụ án liên quan đến tham nhũng, nhận hối lộ xảy ra từ nhiều năm trước. Gần đây nhất, Bí thư, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đã bị khởi tố, tạm giam vì liên quan đến dự án Đại Ninh, không có vùng cấm, không có chuyện bao che cho bất kỳ ai đã có hành vi sai phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật. Theo dõi những vụ khởi tố tạm giam, truy tố, xét xử cán bộ cấp cao, người dân tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật. Một quốc gia mà pháp luật được thuận tôn mọi công dân bình đẳng trước pháp luật, đó là thể hiện cao nhất của dân chủ, văn minh và tiến bộ. Người dân nhìn vào các vụ án để củng cố thêm niềm tin vào công lý, còn cán bộ, quan chức nhìn vào để tự nhắc nhở mình, nhớ bài học về đạo làm quan khi có quyền lực trong tay rất dễ bị sa ngã. Không kiềm chế được lòng tham, bị đồng tiền làm cho lóa mắt thì trước sau cũng sẽ xa lưới pháp luật. Ông chủ một công ty Việt Á Phan Quốc Việt dùng tiền hạ gục nhiều cán bộ, trong đó có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ông chủ tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu dùng đồng tiền hạ gục bí thư, chủ tịch các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, chưa kể các cán bộ cấp thấp hơn của các địa phương này. Bài học về đạo làm quan là chỉ có con đường liêm khiết, công chính mới tồn tại để lại tiếng thơm, còn ngược lại sẽ bị pháp luật trừng trị mất hết tất cả. Cho dù có ai đó thoát lối pháp luật thì vẫn phải nhận bản án của thẩm phán sáng suốt và công tâm, đó chính là nhân dân. Dân gian nói, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ là như vậy. Bất ngờ, lối vào đường tu hành của sư thầy Thích Trúc Thái Minh, tức Vũ Minh Hiếu mà chùa Ba Vàng chưa từng tiết lộ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh của các nhà tu hành vốn gắn liền với những nếp sống đạo hạnh, giới luật tinh nghiêm rất mực khiêm cung, giản dị, chất phác. Nhưng không rõ là do thời đại 4.0 thay đổi hay sự biến chất tha hóa của đồng tiền đã làm lệch lạc nếp sống của một số nhà sư. Nhắc đến thượng tọa Thích Trúc Thái Minh, nhà tu hành nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay, người ta không tìm thấy sự giản dị, khiêm cung, khổ hạnh mà lại hiện lên là hình ảnh của một sư thầy rất 4.0, biết sử dụng truyền thông một cách chuyên nghiệp, da rẻ thì trắng trẻo thơm tho, sành điệu với nếp sống vô cùng hiện đại là không để bản thân bị tụt hậu. Hình ảnh sư thầy ngồi dưới tán cây, nhắm mắt thư thái, một tay cầm chuỗi hạt, một tay cầm chiếc điện thoại vơ tu đắt tiền, dòng điện thoại vốn dành cho các tỷ phú sử dụng như Nguyễn Phương Hằng, Minh Nhựa hay Cường Đô La sử dụng. Xa xỉ là một đẳng cấp giống mới là chuyện. Chính hình ảnh này của thầy Minh đã thổi một làn gió mới vào các hình ảnh của các bậc tu hành 4.0 hiện nay. Không chỉ theo kịp xu hướng của các tỷ phú, đại gia, thầy Minh còn rất nhanh nhạy theo kịp trend trong lĩnh vực làm đẹp. Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền những hình ảnh ngày đầu tiên thầy Minh chập chững bước vào con đường tu hành. Những khán giả tinh mắt và có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp đã nhận ra sự khác biệt giữa thầy Minh xưa và nay. Hình ảnh đôi tai đã có sự thay đổi. Ngày xưa, đôi tai ấy bình thường, làm người bình thường. Nhưng từ cái ngày bơm tai tạo dáng Phật thì bỗng hóa thành Phật giao giảng đạo lý và quên con dân để tử cúng dường nhiều vào, để được phước báo. Hiện nay, xu hướng bươm rái tai tạo dáng giống tai của Đức Phật Di Lặc được rất nhiều người làm kinh doanh ưa chuộng. Bởi theo quan niệm xưa, những người tai to mặt lớn có tướng làm quan. Nhiều người mặc định tai to và dày giống với Đức Phật Di Lặc được coi là chuẩn mực của sự giàu sang có tướng làm quan. Tuy nhiên, theo chúng tôi thiết nghĩ, nếu quan niệm trên là đúng, rái tai to phải to tự nhiên thì mới có căn tướng quý nhân mới giống Phật được. Còn bơm rái tai thì chẳng khác gì chị em phụ nữ đi bơm quất thành bưởi, làm sao mà trở thành chính quả đắc đạo và đổi đời được. Nếu có thì chỉ xảy ra tức thời, còn ăn thua vẫn là hậu vận về sau. Kể từ khi hình dáng chiếc rái tai thay đổi, thầy Minh bỗng trở thành lãnh đạo tối cao của chùa Ba Vàng, trở thành đại diện tiêu biểu của tầng lớp tăng ni mới thời 4.0. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói, hậu vận về sau mới là điều quan trọng. Ở đỉnh Vinh Quang chưa bao lâu thì hiện nay chiếc ghế cao quý mà thầy đang ngồi thuyết giảng trước hàng vạn chúng sinh đang bị rung lắc dữ dội khi hàng loạt các vụ bê bối liên quan đến chùa Ba Vàng bị phanh phui. Tháng 1 năm 2023, thạc sĩ, giảng viên kinh tế của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thích Trúc Thái Minh đã xin chuyển hệ phái từ Bắc Tông sang Phật giáo Nguyên Thủy theo phái Nam Tông để được công khai nhận tiền phúng điếu đô la mà không cần phải nhìn trước ngó sau. Tuy nhiên, yêu cầu này chưa được chấp nhận. Thế nhưng, không hổ danh là giảng viên kinh tế của Trường Đại học Kinh tế, thầy Minh đã rất linh động xử lý tình huống thành đạo cho các sư sãi ở chùa Ba Vàng, tu và ăn mặc theo Phật giáo Nam Tông, tiểu thừa,
dòng tu này thường có nhiều ở miền Tây Nam Bộ. Các tăng ăn mặn và chua rất đơn giản, chỉ là thờ Phật Thích Ca, nhưng lại xây chùa Ba Vàng, theo Phật giáo Bắc Tông, xây chùa rất to. Ngoài thờ Phật Thích Ca, còn thờ các chư Phật, các chư vị Bồ Tát và các chư vị Thánh Thần để thu hút các Phật tử ngoài Bắc. Thỉnh thoảng lại thấy diễn ra chuyện đi khất thực xung quanh khuôn viên của chùa để quay video đưa lên mạng xã hội. Thầy Thích Trúc Thái Minh cũng như các tăng ni ở trong chùa, ai ai cũng mũm mĩm, trắng hồng và ăn vận như vậy thì chắc là không phải lao động, chỉ sống nhờ cúng dường của Phật tử và ăn uống theo Nam Tông, còn diễn biến đúng với ý nghĩa của Phật tử ở ngoài Bắc theo phong cách của Bắc Tông Đại Thừa. Nói tóm lại, thầy đã pha trộn Bắc Tông và Nam Tông để tạo thành một phái mới mang tên riêng là Thích Trúc Thái Minh, không gây ấn tượng bằng những câu nói như chúng sinh sống tốt đời đẹp đạo, thầy lại nổi tiếng trên mạng xã hội bằng những câu nói liên quan đến tiền bạc. Điển hình như, muốn có phúc thì phải mất tiền, Phật dạy thế, càng nghèo thì càng phải cúng dường, nếu Phật tử càng nghèo lại càng nên cúng. Thưa quý vị, toàn bộ cuộc đời Đức Phật đã dồn vào việc phá mê, khai ngộ cho mọi người, vì đó là phương cách bền vững nhất để thoát khổ. Thế nhưng, Thích Trúc Thái Minh nhân danh là học trò của Phật, ông lại đẩy dân chúng vào bến mê bằng đủ những trò thao túng và lừa dối. Hành vi ấy không những trái hẳn với mục đích của Phật giáo mà còn trổ thêm biết bao nhiêu khốn đốn lên lưng con người và xã hội. Dù là một thái tử sống trong cung vàng điện ngọc, quyền uy và sự giàu sang là tột đỉnh, nhưng Đức Phật đã bỏ lại hết phía sau để truy tầm chân lý. Nay học trò của ông lại dùng chính danh lợi đê mê hoặc dân chúng kêu gọi mọi người đến chùa cúng dường, cầu phước, cầu lộc, cầu danh. Thật đúng là toan ra trái chủ. Phật tức là hiểu ra rằng ai cũng già, cũng bệnh, cũng mất đi. Đó là quy luật của đời sống, không ai có thể chống lại được. Điều duy nhất chúng ta có thể hiểu rõ nó để luôn đối diện bằng tâm thế bình an tĩnh tại. Phật không dạy con người cách để trở nên không bệnh, không chết và chính ông cũng phải đón nhận nó như một lẽ tự nhiên. Điều khác biệt duy nhất là không sợ hãi, sống biết yêu thương, hiểu biết thì trở nên vững vàng. Con người dù nghèo hay giàu, dù xa hay hèn thì cũng có muôn vàn nỗi khổ. Người ta chỉ có thể thoát ra khỏi nó bằng một sự khai sáng về bản chất của đời sống. Phật không dạy con người theo đuổi vật chất hay danh tiếng để đạt đến hạnh phúc, mà dạy họ cách tự hoán đổi hoàn cảnh và đón nhận mọi biến cố trong cuộc đời. Với trí tuệ sáng suốt, Phật giáo không bi quan, không sống để chờ chết. Phật giáo là một tinh thần tích cực, mong giúp mọi người hiểu ra rằng phải tự đặt trách nhiệm lên vai chính mình trong suy nghĩ, lời nói, việc làm để được hạnh phúc ngay trong đời này. Không thần Phật nào làm thay được mọi việc, không thể cầu xin mà được. Muốn có gạo thì phải trồng lúa, muốn có tiền thì phải chăm chỉ lao động, muốn khỏe mạnh thì phải sinh hoạt cho khoa học, đó là nhân quả. Còn bất luận thế nào, bệnh thì sẽ mất, mọi sự chia lìa sẽ đến. Mọi sự thịnh suy, hưng vong trong cuộc đời là quy luật bãi bể nước dâu, đến núi sông tinh tú còn biến đổi, huống gì đời người bình an không thể cầu mà có được. Sống rộng lượng bao dung và hiểu biết thì bình an đi lại Phật mà xét nét với chồng con, so đo với hàng xóm láng giềng, suốt ngày toan tính cầu an thì làm sao có thể an được. Cuộc đời con người, tốt đẹp hay không là nằm trong chính hành động của chính người đó. Biết sống lương thiện, biết chăm chỉ làm ăn, biết chăm sóc bản thân và gia đình, biết ủng hộ cái đúng, biết chống lại cái ác, biết hướng đến những điều cao cả, vượt lên những điều nhỏ nhen, thấp kém, vô nghĩa để nuôi dưỡng một tinh thần khoáng đạt. Chùa chiền không phải chốn để xét lòng trung thành. Với vật đó là ngôi trường để học những điều tử tế, mà cách tử tế. Đầu tiên là trung thực, trường học mà đã dạy sai hẳn nội dung và vận hành bằng sự dối trá thì còn bước chân đến đó làm gì nữa. Phật dành cho sự trong sáng của con người, chứ Phật không dạy khóc lóc, lê lết cầu xin tài lộc phước báu. Tâm không tốt thì còn đến chùa để làm gì nữa? 16 năm hành trình như chưa hề có cuộc chia ly, cuộc sống hiện tại của nhà báo Thu Uyên giờ ra sao? Giúp hơn 2.000 mảnh ghép đoàn tụ với gia đình, nhưng chính bản thân lại không được trọn vẹn. Thưa quý vị, thật xúc động và nghẹn ngào, 16 năm theo đuổi một hành trình với như chưa hề có cuộc chia ly, nhà báo Thu Uyên không chỉ là cầu nối cho hàng nghìn trường hợp bị thất lạc người thân, mà còn là người đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người xem về sự nhiệt huyết và lòng tốt của mình.
theo năm tháng, như chưa hề có cuộc chia ly đã mở thành chương trình quốc dân, một chương trình mà có thể mang đến những nụ cười, những giọt nước mắt và lay động cả những trái tim. Để hiểu rõ về những góc khuất tồn đọng phía sau chương trình, cũng như những khó khăn trên con đường đi tìm người thân cho hàng nghìn gia đình, cùng lắng nghe những tâm sự của biên tập viên Thu Uyên ngay sau đây. Khi người ta quyết đi tìm nhau, nghĩa là họ đã dành hết 30 đến 40 năm cuộc đời cho cuộc tìm kiếm đó. Điều gì thôi thúc khiến chị bắt đầu chương trình như chưa hề có cuộc chia ly? 16 năm trước, năm 2007, chiến tranh vẫn chưa quá xa như bây giờ. Xã hội đang trong đà phát triển rất nhanh, vậy nên những câu chuyện thất lạc cũng còn rất nhiều và cũng chưa có những công cụ giúp mọi người tìm được nhau. Thời điểm ấy, người ta chỉ có thể đăng tin lên báo đài và cũng chẳng có một hệ thống nào để xử lý việc nhận tin cũng như kết nối và tìm kiếm. Những mẩu tin như vậy trôi trượt đi dần và lượng người có thể tìm được nhau gần như là không có. Điều đấy thôi thúc tôi nhất định phải thực hiện một chương trình giúp mọi người có thể tìm kiếm được nhân thân của mình. Từ những năm 2000, tôi đã nung nấu ý tưởng về một chương trình như vậy và có đặt vấn đề với lãnh đạo VTV. Nhưng ngay cả VTV lẫn chính tôi đều không đủ khả năng làm phần việc thám tử và VTV cũng chưa có chức năng tìm người thất lạc mà chỉ gói gọn trong việc tìm ra và đến quay. Tôi không tìm được cách để xử lý và cứ thế cho đến năm 2003-2004 khi bắt đầu có xã hội hóa báo chí với các chương trình truyền hình, tôi mới tìm cách đặt lại vấn đề với cơ quan. Năm 2007 đánh dấu việc như chưa hề có cuộc chia ly phát sóng tập đầu tiên. Đó là cả một hành trình rất dài kể từ khi tôi ấp ủ ý tưởng cho đến khi chương trình thành hình. Theo dõi như chưa hề có cuộc chia ly, tôi luôn có một sự thắc mắc rất lớn về quy trình tìm kiếm của cả ekip. Có những trường hợp đến với chương trình với những manh mối rất mơ hồ. Thú thật là phải đến 4 năm trước chúng tôi mới cô đọng rồi viết lại một quy trình. Việc ekip mở rộng và tuyển thêm những nhân sự mới đòi hỏi một quy trình làm việc rõ ràng để các bạn có thể nhìn rồi bắt tay làm việc luôn. Quá trình tìm kiếm bao giờ cũng sẽ bắt đầu với những manh mối, rồi từ những manh mối đó, sự suy luận vào cuộc. Khi viết quy trình, chúng tôi tạm phân định ra 4 cách tìm khác nhau với những hướng làm việc khác nhau, chẳng hạn như tra cứu cũng là một cách. Nhưng phương pháp yêu thích nhất của chúng tôi vẫn luôn là loại suy. Mọi người thường nói rằng bây giờ việc tìm kiếm thuận tiện hơn rất nhiều do đã có nền tảng dữ liệu dân cư. Việc dựa vào đó để sàng lọc thông tin cá nhân vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, thực tế rất khác. Kinh nghiệm của tôi cho thấy số trường hợp đủ yếu tố tra cứu chỉ chiếm 5% thôi. Và trong 5% đấy để đưa ra kết quả đúng là người đó thật lại chỉ chiếm 1%. Vậy nên với tôi, quan trọng nhất vẫn là suy luận logic. Tại sao tôi lại nói tra cứu là một phương pháp có hiệu quả hạn chế? Hãy thử tưởng tượng, bản thân là một đứa trẻ 4-5 tuổi, đi lạc thì trong ký ức của bạn, người thân có rõ nét không? Mẹ trông ra sao? Bạn đi học ở chỗ nào? Tên cha mẹ, anh chị em? Rất khó để có một ký ức cụ thể về những chi tiết đấy. Trong trí nhớ những người thất lạc, họ rất có thể bị choáng vào thời điểm bị thất lạc, vậy nên sẽ có những ký ức mất đi và có những ký ức được lưu lại ở dạng tưởng tượng. Trong quá trình xử lý thông tin, chúng tôi liên tục phải khai thác trí nhớ của người bị thất lạc để sàng lọc thông tin nào khớp với thực tế và thông tin nào cần phải loại bỏ. Hẳn là trường hợp tìm thấy đầu tiên cũng để lại cho chị nhiều ấn tượng. Có thể gọi đó là một trường hợp kinh điển của như chưa hề có cuộc chia ly. Thậm chí nhân vật đó sau này cũng là một thành viên vững vàng của cả ekip. Tập của bạn là tập đầu tiên được phát sóng vào ngày 1 tháng 12 năm 2007. Ngày còn nhỏ, ba mẹ của bạn chia tay và bạn theo ba về Cà Mau sinh sống. Một ngày nọ, bạn nhớ mẹ quá nên tự xuống thuyền đi thăm. Nhưng thuyền chỉ đưa đến Mỹ Tho và bạn lạc ở đó. Sau đó bạn lên thành phố, sống ở công viên và được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội nuôi lớn. Khi gặp chúng tôi thì bạn đã lấy vợ, sinh con, vừa học và vừa phục vụ trong quán ăn. Từ trí nhớ rời rạc của bạn, chúng tôi tìm được ba bạn trước ở Cà Mau, sau đó là mẹ ở Gò Công Đông. Vậy đâu là trường hợp thử thách nhất với ekip? Trường hợp nào cũng là một sự thử thách với trái tim bởi hầu như không có cuộc đời nào là nhạt nhẽo. Một khi người ta đã quyết đi tìm nhau, có nghĩa là họ đã dành hết 30-40 năm cuộc đời cho cuộc tìm kiếm đó. Sự thử thách đến từ cả việc suy luận. Trí nhớ mỗi người thường dựa trên quang cảnh, cảm giác, địa danh, phương ngữ, thói quen hoặc món ăn. Mỗi trường hợp mang đến những thử thách khác nhau và đều là những khó khăn trong việc tìm kiếm. Có người nhớ mình đã ở cách Nha Trang một đoạn thôi, nhưng đi tàu mới tới, cuối cùng vùng đó lại nằm cách Nha Trang đến 400 km. Có những trường hợp nhớ tên sai, chị ấy khẳng định chỉ nhớ mang máng mẹ tên là Năm. Khi tìm ra đáp án khớp với mọi chi tiết, thậm chí khớp cả ADN, cái duy nhất không khớp là cái tên. Giải thích thế nào về cái tên Năm? Hóa ra mẹ của nhân vật không phải tên là Năm mà là Lái.
chồng của bà tên là Lâm mà vùng quê Nam Định lại nói Ngọc L và N, vậy tức là gọi ông Lâm nên cũng gọi bà Lâm. Trong quá trình tìm kiếm, chúng tôi buộc phải xử lý tất cả các chi tiết và không cho phép để sót một tình huống nào gây thắc mắc. Chỉ có như vậy, những người trong cuộc mới hoàn toàn mãn nguyện về cuộc đoàn viên sắp diễn ra. Tôi có từng đọc một bài phỏng vấn của chị và được biết chị rất trăn trở với việc xây dựng một hệ thống dữ liệu tìm kiếm ở Việt Nam. Chị và ekip của mình đã làm việc đó đến đâu rồi? Không hề, có lẽ đó là sự hiểu lầm chăng? Tôi nghĩ rằng mình làm công việc này trong khả năng của mình, chứ không nghĩ đến những gì quá xa xôi. Chúng tôi tiếp nhận và xử lý hồ sơ, tạo thành một kho dữ liệu, như chưa hề có cuộc chia ly, rất tự hào với kho dữ liệu này. Dù với người khác, nếu có nó trong tay thì cũng không biết ích gì. Trong cái kho ấy, chúng tôi lần đi lần lại những trường hợp. Hiện tại, chúng tôi cùng lúc xử lý 40.000 hồ sơ còn có khả năng xử lý và thời gian trôi qua, chúng tôi lại bổ sung được thêm ít nhiều những thông tin manh mối li ti. Như đã nói, đại đa số các hồ sơ phải suy luận trên những thông tin được chúng tôi khai thác từ trí nhớ của người trong cuộc và từ những kiến thức tích lũy. Chỉ có không nhiều trường hợp tạm đủ thông tin để tra cứu hoặc đưa lên mạng viral. Bây giờ, người ta nói rằng đã có ChatGPT rồi, có nghĩa là những người làm kịch bản như chúng ta là vô ích rồi đấy. Hay nếu giải quyết bằng thuật toán được hết thì công việc tìm kiếm cũng không cần tới con người. Nhưng sự thật đâu phải như vậy. Nếu chúng ta để cho bản thân cứ mãi đào bới những cái cũ và viết đi viết lại thì chắc chắn sẽ giống với cơ chế của con robot hiện tại rồi. Mãi rồi cũng nhàm, tìm kiếm cũng không có tiến bộ. Những cuộc tìm kiếm cũng như tiếp cận nhân vật thì luôn luôn mới, sinh động như nắng, như gió, như lòng người. Vậy nên công việc này chắc chắn vẫn là con người làm thôi. Chúng ta phải xử lý thông tin theo cách của người tình nguyện, người tìm kiếm và người kể chuyện cầu tiến và sáng tạo. Nhưng liệu có khi nào nó cũng phụ thuộc vào cảm xúc, vào bản năng? Trong ekip của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, tuyệt đại đa số được sinh ra sau chiến tranh, mà các câu chuyện của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly thì toàn bắt đầu từ 30, 40, 60 năm về trước. Tôi nghĩ nó không phải là bản năng đâu. Yếu tố đầu tiên để tuyển một người mới về Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly là nhân hậu. Và thứ hai là yêu Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Làm Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly rất vất vả, nặng tim nặng óc, mà lương bổng mà chỉ là mức bình thường trong xã hội thôi. Yếu tố thứ ba là các bạn phải ham suy luận, quan tâm phân tích tâm lý và yêu thích việc kết nối mọi người với nhau. Chúng tôi không cần các kỹ năng cụ thể hay bằng cấp cao siêu, thậm chí không đặt yêu cầu phải tốt nghiệp đại học. Chỉ cần các bạn thật sự yêu Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, các bạn sẽ có cách rất nhanh để bước chân vào những cuộc tìm kiếm những người thất lạc. Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly là một hoạt động thiện nguyện. Đã từng có thời điểm chương trình phải tuyên bố tạm dừng do gặp phải những khó khăn về tài chính. Tôi đang suy nghĩ về việc chúng ta làm việc tốt nhưng đồng thời chúng ta cũng phải có kinh phí để vận hành một bộ máy. Điều đó lại đòi hỏi chúng ta cũng cần truyền thông. Làm thế nào để các tổ chức thiện nguyện có thể đi trên làn danh đó để luôn giữ niềm tin của công chúng về sự trong sáng của mình. Khởi thủy, truyền thông đâu có tính gian trá, kiếm tiền cũng vậy. Hơn nữa, khi việc của chúng ta là thiện thì làm gì phải đi trên làn danh Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly được các cá nhân và cộng đồng nuôi dưỡng, mà để cộng đồng biết đến thì là nhờ ở tính hiệu quả của hoạt động này. Cộng với tác động của truyền thông, người người lan tỏa, các nền tảng số, báo chí, may mắn là cuối cùng thì cách tạo cảm hứng nhất cho cộng đồng vẫn chính là sự chân thực. Dám là một từ rất hay đối với tôi. Dạo này tôi cũng hay nhận được những câu hỏi từ một vài người bạn nổi tiếng rằng nếu họ muốn làm từ thiện thì họ nên làm gì? Tôi hỏi ngược lại họ, bạn muốn làm vì bạn muốn được người khác nhắc đến hay chỉ đơn giản là bạn được thôi thúc phải làm vì người khác thôi? Tôi hình dung nhiều người cũng sẽ tự vấn như vậy khi làm việc thiện, nhưng sau đó sẽ quên đi để làm cho trong sáng chân thành. Tại Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, chúng tôi không bao giờ để mình bận tâm rằng đang làm một điều gì đó tốt đẹp. Chúng tôi chỉ đang làm những thứ tốt nhất trong khả năng của mình và gọi đó là nhiệm vụ thay vì là nhân đạo hay từ thiện. Đại khái là đó là việc mà nếu không làm thì chúng ta sẽ ngủ không ngon vậy đó. Nói chung, tôi vẫn có chút e dè với những hành động tự nhận là từ thiện. Vậy còn cách mà chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn đóng khung vào việc thiện nguyện, phát một vài phần quà, tặng một món tiền, hình như nó chỉ giải quyết nhu cầu làm việc tốt của người cho đi chứ chưa thật sự nghĩ đến người cần. Vì sao mọi người cứ chọn những phương pháp vừa ngắn vừa dễ để giúp đỡ người khác? Theo tôi là bởi vì cuộc sống quá bận rộn, ai cũng phải sống, phải mưu sinh, đâu còn thời gian để quan tâm nhiều đến số phận người khác. Vậy nên không đưa được cần câu thì họ đành vừa lòng với việc gửi con cá. Đôi khi mọi thứ dần trở nên sai đi với cả những người nhận lẫn người cho. Tôi thấy việc tốt sẽ trở nên tốt hơn khi mình thật sự hiểu đối tượng nhận là ai, họ cần gì.
ta theo dõi họ cả một chặng đường dài và đôi khi chỉ cần làm những thứ rất nhỏ thôi mà có ích lớn. Để hiểu, cần rất nhiều thời gian, cho nên tôi luôn tin vào sự tập trung, quan tâm, làm việc tốt cho một nhóm người mà lâu dài bền bỉ, có lẽ hiệu quả hơn khi việc tốt nào ta cũng tham gia chút đỉnh. SOS, trên sổ đỏ có một chữ cực kỳ nguy hiểm, không chú ý kỹ sẽ mất oan uổng hàng tỷ bạc. Chào các bạn, trên sổ đỏ có một chữ vô cùng quan trọng mà nó khiến cho bạn mất đến hàng tỷ đồng. Và không chỉ là mất tiền đâu, bạn còn mất thời gian, mất cơ hội và mất rất nhiều thứ khác nữa nếu như bạn không biết đến điều này. Sổ đỏ hay chúng ta còn gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên cuốn sổ đỏ này có rất nhiều thông tin, trong đó có một chữ vô cùng quan trọng. Sổ chứng nhận nhà đất mà chúng ta hay thấy trên thị trường có hai dạng phổ biến. Một dạng là sổ có màu đỏ, những cái cuốn sổ cấp vào những năm trước năm 1999. Còn bây giờ, hầu hết các cuốn sổ nhà đất có màu hồng. Nếu quý vị nào có nhà ở bao nhiêu đời nay rồi mà vẫn chưa làm sổ đỏ thì hãy liên hệ làm ngay. Làm liền sổ đỏ đi, hiện nay nếu như đất đai sử dụng ổn định lâu dài trước năm 2004 hoặc từ năm 2014 mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương thì quý vị hãy liên hệ với địa chính xã, phường, nơi có thừa đất đó. Nếu được xác nhận đất đai sử dụng ổn định lâu dài, không có tranh chấp với ai thì quý vị sẽ được cấp sổ đỏ lần đầu. Có những nơi quý vị sẽ được miễn phí và còn được cấp thêm 400m² thổ cư. Có những nơi ít hơn hoặc nhiều hơn số diện tích thổ cư này, tùy theo quy định của mỗi địa phương. Tất nhiên, để làm được việc này thì thường mọi người hãy liên hệ qua địa chính xã, phường. Trước đây, cuốn sổ đỏ này được cấp bởi Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh, nhưng bây giờ đã chuyển về là chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện, thành phố, thị xã, nơi có thửa đất. Do vậy, quý vị phải tìm cách làm ngay, làm liền cuốn sổ đỏ đi. Nếu như chúng ta không có sổ đỏ thì điều gì cũng có thể xảy ra. Một cuốn sổ đỏ bình thường hầu hết chỉ có 4 trang thôi, một số nơi thì người ta có đính kèm thêm một tờ giấy nữa, người ta hay gọi là trang 5, trang 6. Trang 1 gồm có quốc hiệu, quốc huy và dòng chữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phía dưới là thông tin về người sử dụng đất và các thông tin đính kèm. Trang 2 nói về thông tin chi tiết của thửa đất. Trang 2 này đặc biệt quan trọng, quý vị phải luôn để ý thật kỹ thửa đất số bao nhiêu, tờ bản đồ nào, địa chỉ thửa đất có đúng hay không, diện tích đất như thế nào. Trong đó mục D ở trang này ghi rõ hình thức sử dụng chung hay sử dụng riêng. Nhiều quý vị mua bán không để ý chỗ này, đất được thông báo là sử dụng riêng nhưng trong sổ là sử dụng chung thì cực kỳ phức tạp. Ngoài ra, cũng trong mục D có mục đích sử dụng đất ở nông thôn hay đất ở đô thị, là đất thổ cư hay đất nông nghiệp. Còn lại các thông tin khác cho biết là hạn sử dụng của nó là bao nhiêu lâu. Ở mục G nói rõ về nguồn gốc sử dụng đất, mục G giúp quý vị biết đất đai do mua bán hay là được tặng cho. Nếu quý vị mua bán thì người ta để lại nguồn gốc sử dụng là nhận chuyển nhượng đất, được nhà nước giao đất có thu tiền. Còn nếu quý vị được tặng cho, được cha mẹ tặng cho hay là ai đó tặng cho thì cứ ghi nguồn gốc là được tặng cho. Trang 3 là hình ảnh sơ đồ thể hiện hình thù của thửa đất. Phần bên dưới sơ đồ và trang 4 là nơi để cập nhật các thông tin liên quan đến đất đai. Một số người không muốn ra cuốn sổ đỏ mới mà muốn làm sổ đỏ nhanh thì người ta hay cập nhật tình hình chuyển nhượng thay đổi ở trang 3, trang 4. Hoặc người ta thế chấp, vay mượn ngân hàng thì ở mục này người ta cũng sẽ ghi rõ ngày tháng năm nào, thế chấp ngân hàng nào và ngày nào xóa thế chấp. Do vậy, khi cầm cuốn sổ đỏ, quý vị phải để ý điều đó. Vậy thì trên cuốn sổ đỏ này, chữ nào nguy hiểm, quan trọng và quyền lực nhất? Đó là ở trang 1, phần ghi thông tin người sử dụng đất. Nếu quý vị mua bán bình thường thì phần này chỉ ghi là ông hoặc bà thôi, hoặc nếu hai vợ chồng cùng đứng tên thì ở trên là ông, bên dưới là bà. Khi đi mua bán, nếu quý vị thấy cuốn sổ đỏ mang tên hộ ông hoặc hộ bà, nghĩa là hộ gia đình thì hơi mệt rồi đấy ạ. Chữ quan trọng nhất chúng tôi muốn nói đến chính là chữ hộ. Nó sẽ giúp chúng ta xác định chính xác chủ nhân của mảnh đất là ai để tiến hành giao dịch cho đúng. Nếu bỏ qua chữ hộ trên sổ đỏ mà vội vàng xuống tiền mua đất, quý vị sẽ mang về rắc rối lớn cho mình, nguy cơ mất hàng tỷ đồng, thậm chí còn vướng phải tranh chấp kéo dài. Bởi nếu trường hợp sổ đỏ cấp cho ông hoặc bà thì chỉ cần giao dịch với cá nhân người đứng tên trên sổ đỏ. Nhưng đáng nói là nếu có thêm chữ hộ trước chữ ông hoặc chữ bà thì điều đó có nghĩa là tất cả những thành viên có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng, đang sống chung và có quyền sử dụng đất đều có quyền lợi trong cuốn sổ đỏ. Vì họ có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm cấp sổ đỏ. Ví dụ, khi quý vị đặt cọc mua bán thì tất cả các thành viên phải đồng ý bán thì mới tiến hành ra công chứng được. Và khi đi công chứng thì tất cả những thành viên trong gia đình đó phải đồng ý ký tên, lăn tay công chứng mua bán thì cái hồ sơ đó mới hợp lệ được. Bởi pháp luật yêu cầu, hợp đồng văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên giấy chứng nhận hoặc được ủy quyền hợp pháp ký tên, người có tên trên sổ đỏ
hoặc người được ủy quyền chỉ được ký giao dịch khi đã được các thành viên khác đồng ý bằng văn bản đã được công chứng chứng thực. Trường hợp tự ký hợp đồng chuyển nhượng mà không có sự đồng ý của các thành viên khác thì giao dịch này có thể bị tòa án tuyên vô hiệu nếu một trong các bên có quyền lợi liên quan yêu cầu. Có rất nhiều trường hợp xảy ra, ví dụ như gia đình có 10 người con, 9 người con ở Việt Nam nhưng một người con đi xuất khẩu lao động hoặc đến định cư ở nước ngoài. Người này không đồng ý bán hoặc vì lý do gì đó, họ vô tình hay cố ý không ký. Sau này, người ta phát hiện ra miếng đất đó là của hộ gia đình nhưng chưa nhận được sự đồng ý bán của người ta thì người hoàn toàn có thể làm đơn khởi kiện. Lúc đó, quý vị sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Thông thường, chính quyền xử lý là của ai sẽ về người đó, đất thì về lại với người bán, còn tiền về lại với người mua. Nhưng mà khổ nỗi, quý vị mua 10 năm trước giá đất có 100 triệu thôi, nhưng mà 5 năm, 10 năm sau đó nó là 1 tỷ hay 10 tỷ. Nếu người ta chỉ đền bù quý vị cái tiền chỉ có giá trị bằng số tiền ngày xưa chúng ta trả cho người ta, kèm theo một phần lãi chênh lệch thì quý vị lỗ tay thua. Đó là chưa kể, trường hợp đi mua bán giá 1 tỷ nhưng đi công chứng chỉ 100 triệu để giảm tiền đóng thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ. Còn chưa kể là luật đất đai sửa đổi vừa mới được thông qua cách đây nửa tháng, sau khi thông qua thì cũng cần một thời gian mới áp dụng được. Do đó hiện tại, khi tiến hành mua bán sang tên chuyển nhượng hay làm những hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan đến sổ đỏ, và quý vị vẫn được áp dụng những thuế, chi phí và quy tắc theo luật đất đai năm 2013. Vì lý do này, trước khi xuống tiền mua đất hay làm giấy tờ, thủ tục liên quan đến đất đai, quý vị cần xem kỹ thông tin của bên bán, phải đặc biệt chú ý chữ hộ gia đình trong cuốn sổ đỏ. Thậm chí bên ngân hàng khi nhận cho vay thế chấp sổ đỏ mà gặp những cuốn sổ hộ gia đình này, người ta cũng cực kỳ chú ý và không muốn làm những mẫu hồ sơ này. Bởi vì biết đâu trong gia đình người không ký, không đồng ý vay hay gì đó thì sau này cũng xảy ra rất nhiều vấn đề. Liên quan đến những vấn đề liên quan đến sổ đỏ hộ gia đình thì quý vị cần chú ý thêm một lưu ý là không phải cứ có tên trong hộ khẩu là có chung quyền sử dụng đất mà phải có đủ hai điều kiện sau. Một là có quan hệ hôn nhân huyết thống, nuôi dưỡng. Hai là đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Như vậy, con mà sinh ra sau thời điểm được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất thì không có chung quyền sử dụng đất. Ngoài ra, hình ảnh sổ đỏ hộ gia đình và sổ đỏ cá nhân còn có một điểm để phân biệt nữa là sổ đỏ cấp cho cá nhân có ghi rõ tên của một hoặc nhiều người đồng sở hữu nhà đất. Ngược lại, sổ đỏ cấp cho hộ gia đình sẽ chỉ ghi tên một người đại diện, thường là chủ hộ. Trên đây là những quan điểm của chúng tôi. Ngoài ra, theo quan điểm của bạn, thì khi mua bán bất động sản ngoài chữ hộ gia đình ra thì còn có những gì cần quan tâm để chúng ta không bị lừa đảo, mất tiền oan và mất nhiều thứ khác nữa? Thì quý vị hãy chia sẻ và giúp đỡ cho những người khác không bị lừa đảo, mất tiền, mất nhà oan quý vị nhé!